Tôi thực sự nhìn cái trang này và tôi không muốn nhìn mặt những cái người tướng lãnh của Việt Nam Cộng Hòa trước đó. Xin hết. Nhưng mà cho biết họ tên và nơi bà đang cư trú. Tôi là Nguyễn Nguyệt Rạng ở Nam Cali. Để tiếp theo chị Nguyễn Nguyệt Rạng, thì anh Nguyễn Ngọc Lập đã từng kêu gọi mỗi một người Việt kiều của chúng ta chỉ cần đóng 1-2 đồng thôi là chúng ta có thể xây đắp cái nghĩa trang cho đồng đội chúng ta 16.000 Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng tôi hỏi quý vị báo chí ở đây, Vũ Hoàng Lân, etc., Nguyễn Lưu Hùng, cộng đồng hải ngoại, chúng ta có lãnh đạo chưa? Chưa có. Ai chúng ta có đầy đủ tin tưởng mà đưa tiền cho họ, đưa tiền cho họ, họ đút túi thì làm sao? Chúng tôi không tin tưởng bất cứ những người hải ngoại nào có thể cầm tiền của chúng tôi để rồi xây mộ cho anh em này. Chúng tôi không tin. Tôi nói thẳng như vậy. Thứ trưởng nói rồi. Đúng rồi. Hoặc là có thể là đưa qua một quỹ nào của nhà nước Việt Nam, đưa qua một bên an sinh xã hội nào của nhà nước Việt Nam thì chúng tôi có thể tin. Chứ còn mà đưa qua ông A, ông B, ông C, bà nọ, không bao giờ tôi đưa tiền cho họ. Không bao giờ, không bao giờ. Hải ngoại. Bởi vì chúng tôi đã sống với những người chống cộng mấy chục năm rồi. Tôi hiểu quá họ rồi. Tôi là nằm trong chăn, tôi mới biết chăn có giận. Bởi vì chúng thấy chăn có giận nhiều quá. Chúng họ, tôi bị tách rời họ. Nói là thương anh em nhưng họ để anh em thế kia họ. Đó. Xạo không à? Đây cái bậc tam cấp này là hoàn toàn vừa mới làm đầu năm. Chính quyền địa phương của xã Bình An và Bình Dương vừa mới làm đầu năm nay, và kể cả cái án hương kia, kể cả bàn thờ để cho quý vị về có chỗ thắp hương. Lên anh em, tôi hỏi ông Nguyễn Ngọc Lập là trước đây có không? Không có. Đến ngay cái việc đấy, tôi nói rằng là mốc meo cái lễ đài, cái biểu tượng của các vị với kiến trúc tôi không hiểu nó là cái gì, nhưng mà tôi cho rằng là nếu quý vị cứ để lâu như này rồi những người ở đây ấy, người ta sẽ hội tụ về những cái lư hương này, những cái án thờ mà chúng tôi xây cho họ, rồi có ngày họ kéo sang tận Mỹ, tận Canada, tận Úc để họ phạt các vị vì cái tội các vị bỏ rơi người ta. Anh thấy chưa? Cỏ hoa gương sáng ngăn nắp bên trong kia. Tôi nói rằng là không có gì có thể chê trách được nhà nước, đảng và chính phủ, không có gì có thể chê trách được nhân dân địa phương, không đối xử hết sức là hết tình hết nghĩa với những người nằm ở đây. Các anh lãng quên người ta, các anh bỏ quên người ta. Thôi là tất cả chúng ta cùng thắp hương đi, không phải mình tôi mà tất cả cùng thắp hương để tưởng nhớ đến những người mà đã một thời vì quốc gia Việt Nam Cộng Hòa các anh. Lại Phường Hồng Giang xem. Có đẹp không nè? Anh đi ở dưới cái bước này. Không dám nhìn mặt tướng tá của Việt Nam Cộng Hòa. Những người còn sống. Hiện tại bây giờ chẳng hạn như Trần Thiện Kim. Cỏ lạnh. Trên kia là cỏ lạnh. Xin cho Phố Bồ Sa TV hỏi một câu là cái việc mà nãy giờ ông Thứ trưởng có chỉ là những cái ngôi mộ bị tang thương vì cái vấn đề thời gian. Ngược lại ở ngoài hải ngoại thì chúng tôi cũng có nghe những cái tin tức như là nếu có bỏ tiền ra trùng tu thì cũng sẽ có một cái giới hạn nào đó để cho cái nghĩa trang quân đội Biên Hòa cũ, ngày nay là nghĩa trang Bình An, không thể được khang trang và đẹp đẽ như những ngôi mộ nghĩa trang liệt sĩ của phía quân đội nhân dân Việt Nam như cái chúng ta vừa mới đi ngang qua. Thì ông cho biết là có cái chính sách hoặc là có một cái điều luật nào đó là giới hạn cái vấn đề trùng tu tới mức độ nào hay không, thưa ông? Tôi cho là câu hỏi của anh Vũ Hoàng Lân đối với tôi lúc này là thừa. Bởi vì các quý vị đã đi qua nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Dương trước khi chúng ta đến đây. Chúng ta thể hiện một cái tinh thần công bằng chính nghĩa,
chúng ta đã ghé qua nghĩa trang tỉnh Bình Dương, nơi có hàng ngàn, hàng vạn mộ các anh hùng liệt sĩ của quân đội nhân dân Việt Nam nằm xuống. Các anh thấy rằng những ngôi mộ liệt sĩ của chúng tôi thấp lè tè dưới đầu gối. Nào, có đúng không? Bây giờ có vị nào dũng cảm đưa cái hình ảnh các mộ liệt sĩ của chúng tôi nằm trong nghĩa trang tỉnh Bình Dương? Tất cả các ngôi mộ của các anh hùng liệt sĩ của chúng tôi đều rất khiêm tốn, đều rất nhỏ và đồng loạt bằng nhau, rất thấp ở dưới mặt đất. Quý vị hãy nhìn lại nghĩa trang Biên Hòa. Trước đây đây là nghĩa trang Bình An. Quý vị hãy xem tất cả những ngôi mộ đã được nhân dân, đã được gia đình nhận và chăm sóc. Tất cả những ngôi mộ đó gấp 10 lần ngôi mộ của liệt sĩ chúng tôi. Nào các vị có dám so sánh lại, tôi đề nghị anh Vũ Hoàng Lân ra quay lại những ngôi mộ đã được xây ở nghĩa trang Bình An và anh ra anh quay lại ngôi mộ ở nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Dương. Thì những ngôi mộ liệt sĩ của chúng tôi khiêm tốn gấp 10 lần, bởi vì họ rất nhỏ, họ rất bé, họ nằm liền với nhau thành một dãy một hàng, thậm chí nó chỉ thấp như này. Nhưng mà họ kiêu hãnh, họ tự hào bởi vì họ đã làm nên một cái công cuộc vĩ đại, đó là thống nhất đất nước. Họ ngã xuống vì thống nhất đất nước, vì độc lập tự do của đất nước. Họ đã ngã xuống để đuổi đế quốc Mỹ ra khỏi cái mảnh đất này, chứ họ không ngã xuống vô ích uổng công. Những anh em nằm đây, họ ngã xuống vì cái gì? Những anh em nằm đây, họ ngã xuống vì những vị lãnh đạo hiện nay đang chạy sang trốn ở Mỹ. Như anh Nguyễn Ngọc Lập đã nói, họ ngã xuống vì tất cả những vị đã đem tiền, đem vàng của dân tộc trốn đi ra nước ngoài. Và bây giờ quý vị bỏ quên họ nằm ở đây.